Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Thủ tướng ký quyết định 1772 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, khu du lịch quốc gia nằm trên dải đất ven biển từ xã Hòa Phú, Tuy Phong đến hết ranh giới phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận với diện tích 14.760 ha. Trong đó, diện tích vùng lõi tập trung phát triển hình thành các khu chức năng du lịch khoảng 1.000 ha. Với quan điểm phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né theo hướng tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đặc biệt là thắng cảnh bào trắng, bào sen và các đồi cát ven biển. Mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 24.000 tỷ đồng và năm 2030 đạt 50.000 tỷ đồng, với nhu cầu buồng lưu trú đến năm 2025 hơn 21.000 buồng và năm 2030 hơn 41.000 buồng. Tại đây cũng sẽ tạo việc làm trực tiếp cho hơn 45.000 người đến năm 2030.